Kinh đô lính Mỹ. Xin chào các bác. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 4, em lên với các bác. Áo phi la M65 màu ô liu, hàng đẹp nha các bác, chuẩn cấp phát quân đội Mỹ, và hàng có thể gọi là hàng đẹp nha các bác. Các bác chọn được mã nào gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965, em ship hàng toàn quốc, em lên đơn nghe các bác. Rồi, đầu tiên em lên một con Simon Shock đời 67 nha các bạn. Bữa nay các bác kiếm đời 67 với Simon mà còn đẹp rất là hiếm nha, không dễ kiếm đâu các bạn. Đời 67 size Simon Shock nha. Rồi, vừa y size, đúng size. Rồi, dàn tem đẹp nghe thôi. Ồ, mất cái này nó không có dây dưới, mất dây dưới nha. Các bác lấy thì em sẽ luồn dây vào. Các bác lấy thì em sẽ kiếm dây em luồn vào cho các bác ha. Rồi, dây thì em sẽ kiếm này, các bác yên tâm, dây lúc nào cũng đầy đủ cho các bác, dây trên thì còn ha. Rồi, 60 đến 72 cân. Rồi, 1m6 đến 1m7 ha, 1m6 đến 1m7, 60 đến 72 cân. Thoải mái thì 70 cân đổ lại, còn thích mặc gọn gọn thì 72 cân ok. Rồi. Và các bác nhìn cái form thì không có gì để chê, cái này 72 khỏe đấy các bác. Form này những bác lớn tuổi thì không thích mặc gọn thì dưới 70 thôi, chứ mấy bác trẻ trẻ 72 73 cân mang vẫn ổn nha. Nhiều bác thích mặc ôm thì cỡ đó thôi, chứ còn đúng của nó cứ 70 cân đổ lại. Rồi, áo còn ổn nha các bác, áo còn khá đẹp. Rồi, ok ha, quay vòng này các bác xem, các bác thích có eo mình rút cái dây eo, rút dây lai lại tí. Cái size thì số đo đường thì nó cũng như nhau thôi, chủ yếu cái áo, tình trạng áo. Rồi, và đây giấy khai sinh đầu tiên. Simon Shop đời 67 nghe các bạn, nhà thầu Alpha Industry, tem còn rõ nha, tem dưới túi trắng ha, túi vuông nha, túi vuông. À, có dây trong này các bạn, dây nó nằm trong này. Rồi, dây trong này luôn nha, dây của nó luôn nha, các bác lấy thêm luôn lại luôn. Rồi, túi trắng vuông, chung là áo như có thể gọi là còn đẹp đấy nha các bác. Lót độ chưa có dấu hiệu gì, khóa chân khóa, nhìn cái áo và thấy cái chân khóa nó như thế này là thích rồi, chân khóa còn cứng nha, khóa con ma, khóa con ma nha. Rồi, khóa con ma đuôi cá luôn, quai cổ vải chạy gân giữa ha, tất nhiên nó có chạy cái đường gân ở giữa thì chắc chắn nó là 567 rồi. 567 nó có hai loại nha, một loại là chạy gân giữa và một loại là chạy hai góc hai đầu. 566 và đầu 567 thì là nó chạy, tức là 565 66 và đầu 567 thì nó chạy hai đường hai bên, ở giữa nó không có chạy ha, còn giữa cuối 567 thì nó chạy ở gân ở đây. Cho nên nhìn cái áo mà có gân ở đây nè, các bác chỉ cần nhìn cái gân này nó nằm ngay giữa thôi thì chắc chắn nó là 567. Rồi, khóa cổ đuôi cá nha, hàng nói chung em lên thì nó hơi kỹ, áo riêng M65 thì bắt buộc là phải review kỹ đó, kể cả hàng bình dân cũng vậy nha, hàng bình dân hay hàng đẹp thì cũng phải kỹ một tí. Rồi, ok nha, thân trước nè, thân trước nha, sạch sẽ nha các bác, các bác nhìn cái chất vải nó cũng là thớ ngang đó nha, thớ ngang mịn đó nha các bác, nhìn thớ vải nó ha,
Cái theo vải, cái vải đời 67 thì hầu như là các bác đều biết rồi ha. Ok. Rồi. Thân áo này có thể gọi là không lỗi lầm luôn nha các bác. Thân trước sạch nè ha. Không tì vết nha, không một vết bẩn luôn. Thân bên này cũng vậy. Sạch sẽ không một vết bẩn luôn nha các bác. Chỉ thừa nó vẫn còn này. Rồi. Rồi, thân sau cũng vậy. Không tì vết. Thân sau không tì vết nha. Ok các bạn. Nói chung là thân trước, thân sau không tì vết. Tay cũng vậy. Không tì vết, không một vết bẩn luôn nha các bạn. Áo có thể gọi là còn đẹp. Tay, a tay các bạn nhìn a tay. Còn rất là ngon ha. Rồi, nếp gấp, tất nhiên là nó có nếp gấp rồi. Rồi, tất nhiên hàng đã qua sử dụng thì bắt buộc nó phải có nếp gấp. Tay bên này ổn nha các bác, ổn hết nha. Rồi, ổn hết, này hơi dơ xíu xíu một tí đây. Này dơ dơ tí thôi, cảm giác nó sai đúng không, mờ đó. Rồi, nói chung là cái áo có thể gọi là không lỗi lầm, không tì vết, ngoại trừ một vết dơ tí ngay đây, ngay cái a tay thôi. Rồi, 93% 93% ha. Rồi, không có gì để không có lỗi để báo nha các bạn. Em đâu. Nói chung là cái áo gọi là như thế này có thể gọi là đẹp rồi nha các bạn. Đời 67. À, size small shop và giá 9 triệu. $900,000 các bạn. Rất hợp lý cho một chiếc áo ngược mùa nha, tức là nó hết lạnh rồi. Thì em bán cái giá có thể gọi là rất hợp lý cho các bác. Vai 48, tay 60. Ủa, vai sao có 48 á? Đúng luôn các bác, vai 48 thôi nha. Vai thường small short là nó 49, à, 49, 50. Cái này là 48 thôi, kéo ra thì nó 48.5. Oh. Và dài 73 các bạn. Dài 73 nha. Cho nên là các bác thấp chốt vẫn được nha. Thường small short là đúng là nó 75 đấy, nhưng mà cái này nó chỉ 73 thôi. Tất nhiên nó tùy theo nhà thầu nó là. Có thể cái nó theo cái mẫu rập, nhưng mà nó có thể nó chênh lệch 1-2 phân là bình thường. Tất nhiên là nó nguyên vinh hết nha. Rồi các bác thấp hơn vẫn ok nha. Một cứ 1m6 đến 1m7 là chuẩn ha. Rồi, 9.700.000. Mã số 657 nha các bác. Cái thứ nhất. Tiếp theo, cái thứ hai, medium regular đời 67 luôn nha. Đời 67. Nhà thầu Allen Overall ha, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 67 ha. Tất cả đều cam kết hết nha. Bữa nay em lên hàng toàn hàng cấp phát đây nha, và cam kết bao chuẩn chính, bao chuẩn cấp phát quân đội Mỹ nha các bạn. Rồi. À, size medium regular ha. Đời 67. Tem dài nha, đời tem dài. Đời tem dài nha các bác. 67 thì nó vừa tem nhỏ, vừa tem to, vừa tem dài và cả vừa tem dọc nữa. Tem to thì nó cũng có nhiều kích cỡ nha, to vừa, to trung và to lớn nha. Khóa Rapid nha.
tức là biểu tượng thương hiệu Rabbit thì nó logo của nó là 2 số 7. Ok, màu cái này còn xanh nha các bác, màu còn xanh đấy. Chân khóa đây, chân khóa còn cứng nha. Ok rồi, khóa cổ, khóa cổ Rabbit. Rồi, nón đầy đủ ha. Rồi. Ok, cũng quay cổ, có một đường dọc ở giữa ha. Ok các bác. Chiếc vải thì cũng còn khá là đanh nha. Chiếc vải ok đấy. Rồi. Áo còn có còn đẹp đấy các bác, màu còn xanh lắm. Rồi em giới thiệu hết đi rồi em mặc vào. Rồi, thân trước sạch sẽ ha. Thân trước sạch sẽ. Ok. Nhìn nó hơi dơ gì tí. À, cái này bữa nó bị dính dơ này. Em vò cái nước rửa móng tay ấy, nó sẽ ra hết rồi nha. Nhưng mà cái nước nó còn loang loang thôi. Các bác về giặt gì mà nó bay cái vết loang đó thôi. Mệt thôi, chỗ này em cũng vò, nó hơi cảm giác nó hơi phai tí xíu. Nó vết dơ đó các bác. Được, nó mờ thôi. Ok. Mờ đó nghe các bác, không đáng kể đâu, tất nhiên cứ báo cáo rõ ràng cho các bác, nhưng mà đây, ok hết ha. Cái đó giặt thì nó ra cái vết loang nha. Thân bên này cũng vậy, sạch sẽ. Chiếc vải thì khỏi chê, chiếc vải đây nên cho nó mờ dữ ta, có thấy rõ. Rồi, ok hết nha. Rồi, thân sau cũng vậy, sạch sẽ. Sạch sẽ không tì vết nha các bác. Rồi, tay bên trái. Tay bên trái cũng sạch sẽ luôn. Rồi, nếp gấp đây, tất nhiên đã qua sử dụng thì phải có. Rồi, tay cũng còn ngon. Tất nhiên nó có, nó phải phai đấy, chưa sờn đâu. Rồi bên này cũng vậy, nói chung là cái áo cũng sạch sẽ hết nha các bạn, cũng ổn hết, hầu như cũng không có lỗi lầm gì, ngoại trừ cái vết phai phai nãy em báo này, mờ. Rồi nếp gấp tay về xíu xíu này cũng chả đáng kể đâu, mờ thôi nha. Rồi tay cứ báo kỹ tí, nhiều khi em like chậm quá các bác xem nó cũng chán nó, nhưng mà tức là nếu mà các bác thực sự mà mua thì em review như vậy nó cần thiết ha, nó sẽ cần thiết để các bác nắm bắt nó chi tiết ha, cho nên là nó rõ ràng chi tiết để các bác tiện nắm bắt. Chứ còn báo nhiều khi báo không kỹ rồi về nhiều khi nó các bác không, nó không đúng ý các bác, nó không nhiều chi tiết các bác không xem rõ rồi về nhiều khi nó không đúng ý thì nó lại phiền đi. Nhiều cái xem trực tiếp thì nó dễ, các bác mua thường ở mọi miền và mua thì xem qua vô tuyến thì đâu có chi tiết được. Cho nên bắt buộc phải báo cáo kỹ. Rồi và hàng em báo bán là không phát sinh thêm lỗi nha các bác, em báo rất là rõ cho nên là các bác cứ yên tâm là sẽ không phát sinh thêm lỗi khi các bác nhận áo. Rồi dây dưới còn, nhưng mà nó bị tụt vô trong rồi. Hình như nó còn cái đầu dây này. Nó bị tụt vô trong rồi các bác lấy thêm moi ra cho. Đây nè, cái dây này nó cũng giãn rồi, người ta cắt với. Rồi áo cũng còn đẹp lắm nha các bác. Màu còn xanh lắm, nó cũng phải trên 93% trở lên nha. Phần trăm em báo thì các bác yên tâm, tức là nó không có cái định mức nào để mà mình đo được cái phần trăm, quan trọng là do người báo có chuẩn hay không thôi. Và các bác cứ yên tâm, phần trăm em báo thì hầu như là không trực đâu, hầu như quan trọng là các bác nhận có thấy đúng như những gì em báo hay không đó. Chứ áo nhiều khi áo có 90% mà em báo 93% về các bác nhận thì nó không đúng thì các bác bom là đúng rồi. Cho nên là tức là bom là lỗi do em chứ không phải lỗi do các bác đâu, nếu các bác bom ha.
tức là báo không đúng phần trăm thì các bác bom thì lỗi do em chứ đâu phải do các bác. Nhưng mà em bán, em báo thì hầu như là chuẩn nha các bác. Quan trọng các bác thấy nó hợp lý thôi, phần trăm nó sẽ tăng hơn khi các bác nhận áo. Rồi 93% trở lên nha, khiêm tốn đấy các bác. Phần trăm này là khiêm tốn nha. Tất nhiên mình báo thấp một chút, các bác nhận thì bác nào dễ tính thì sẽ thấy cái phần trăm nhiều khi nó cao hơn rất nhiều nha. Còn bác nào khó tính lắm thì nó cũng bằng như những gì em báo. Rồi không dài dòng nữa các bác, em đo. Tất nhiên đề 67 là 66, 67, 68 là mở lưng hai lớp nha. Cho nên là các bác nhìn cái áo có biết tái bản hay không, các bác nhìn cái chỗ này. Áo tái bản nó chỉ gấp một lớp thôi. Và đời 69 mà hàng cấp phát trở về sau thì nó cũng một lớp thôi. Em đang nói từ năm 65, 66, 67, 68 ha. Tất nhiên mở vai là nó phải hai lớp nếu đúng hàng cấp phát nha. Rồi em đo. Vai 52. Tay 62.5. Dài 80. Rồi nói chung là cũng không có lỗi gì để báo đâu. Ok. Rồi em bán. Đời 67 nghe các bác. 8.200.000. Đời 67 ha. Rồi. Và 1m66 đến 1m77 ha. 70 đến 82 kịch. Mã số 568. 8.200.000. Mới có hai cái mà hết 17 phút. Headline nó hơi chậm đúng không các bác? Rồi. Tiếp theo. Có khóa đồng luôn nha, chứ rồi em sẽ đây khóa đồng. Rồi, em lên một con này cũng có thể gọi là xuất sắc. Medium shot nha các bạn. Nhà thầu Roland Sportswear, size medium shot, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 69 ha. Rồi tem còn rõ ràng nha các bác, lót bóp liền, tem dưới cũng còn trắng. Tất nhiên 69 là túi xanh ha, nhưng cái chất vải nó đẹp lắm, cái màu xanh. Chất vải đây, chất vải còn nhám nha các bác, rồi vẫn còn nhám nha. Ok. Rồi khóa Scoville, chân khóa cứng ngắt. Áo này còn đẹp các bác, áo này đẹp, hình như cũng không lỗi lầm. Cái này em cũng đã kiểm tra rồi, cũng không tùy vết luôn. Em cũng sẽ lên lại đây các bác. Và size cũng đẹp nha, nó cũng là size vàng đấy các bác. Medium short này nó có mây tem rồi, nhưng mà nó tháo ra, thường lính nó xuất ngũ thường nó tháo cái tên nó ra thôi. Bên này có, bên này nó cũng tháo luôn ha, nhưng mà nó không có dấu đâu nha. Rồi em quên bật chế độ máy bay. Em quên tắt cái chuông. Thường em like thì em lại không nghe điện thoại được nha các bác. Các bác cứ gọi là chúc em like xong rồi em sẽ gọi lại ha. Rồi. Chỗ này dơ thôi nha, dơ gì thôi. Dơ thôi nha, giặt bao ra. Rồi. Áo còn đẹp, cái chiếc vải cũng ok lắm nha. Chiếc vải đây, thân trước sạch sẽ ha. Không lỗi lầm. Dưới cái lai nó dơ thôi, bên này cũng vậy nha. Rồi, tay cũng vậy. Tay này cũng vậy. Này nó cũng có dấu tháo tem. Xước xíu xíu. Để xíu xíu các bác. Cái này nó tem không quân nữa các bác. Nó tháo tem, xước một tí. Xước một mũi đó nha. Chả vấn đề đâu nghe các bác. À, tất nhiên có vấn đề chứ sao chả vấn đề được, nhưng mà nó nhẹ thôi ha, là có thể chấp nhận được.
rồi nếp gấp. Cái chất vải cũng còn thô lắm nha, chất vải thô nhám nha, a tây còn ngon. Rồi bên này nó cũng tháo tem nha, cái tem không quân nó cũng không có dấu đâu, nhìn kỹ thấy mờ mờ dấu kim thôi. Rồi bên này thì nó không xước gì hết. Rồi cũng nếp gấp tây mờ mờ, a tây còn ngon. Rồi con này còn đẹp nha đúng không, con này phải 95% trở lên đấy nha, khiêm tốn đấy, đảm bảo là cái này em báo thì nó phần trăm thì các bác cứ yên tâm, cái này em các bác nhận hàng thì bảo đảm nó sẽ cao hơn rất là nhiều nha, 95 là khiêm tốn rồi. Ok các bác, áo còn đẹp lắm, xanh lắm nha, khóa còn cứng ngắt sáng loáng luôn này các bác. Scoville ha. Rồi chân khóa cứng nhắc, giới thiệu rồi đúng không, rồi khóa đuôi cá luôn, đời 69 nha, gọi chỉ thừa rồi còn đây. Đời 69 nhưng mà cái chất vải cũng ok lắm, màu sạch. Size đẹp nha các bác, 70-82 cơ, 1m6-1m72, đẹp thì mét 62-1m72, còn size này short thì nó ngắn lại cho nên mét 6 thì chắc cũng được, bán nó thấp quá rút cái dây lại thôi, dây dưới còn, dây trên còn, màu còn xanh lắm nha, cái này 95 là khiêm tốn đấy các bác, cái này còn xanh lắm, mới, độ mới cao lắm nha, cái chất vải còn chất lắm. Nói chung cái áo đẹp ha, bác nào thấy hợp lý chốt cho em con này, xanh lắm các bác, cái chất vải cũng ok lắm, nó còn nhám luôn nha, cái chất vải nó còn nhám rờ, nó nhám nha, con này còn đẹp nha các bác. Ổn ha, ổn đây các bác, 9.500.000, bác nào thấy hợp lý chốt cho em con này. Chân khóa, nhìn chân khóa là thích, màu nó xanh lắm, xanh lét luôn các bác, nói chung là đẹp ha, áo này bảo đảm rất là đẹp. Rồi một tí xíu giống chấm kim nữa thôi, con này chỉ thừa đây xíu chả đáng kể ha, tất nhiên. Rồi như em đã báo có lỗi một chấm bằng đầu kim xước vậy thôi, nhưng mà như em đã báo ha, bác nào chấp nhận được chốt chả vấn đề, nó nằm ngay góc nhỏ thì chả để ý đây. Mặc dù nó tháo tem nhưng mà cái màu nó xanh lắm, cái vải khỏi chê, chất vải nhám ha, thô nhám. Rồi màu thì xanh lét và size cũng size đẹp đấy nha, có thể gọi là size vàng đấy các bạn, 9.500.000, xanh lắm, nói chung là độ mới rất cao nha, độ mới cao lắm. Rất hợp lý nha các bạn. Vai 52, tay 61 và dài 76 nha, medium short, 70-82 cơ, 1m62-1m72, 1m73-1m74 cũng được. Mã số 659, 9.500.000. Tiếp theo rồi cũng hàng đẹp luôn, con này cũng đẹp, có thể gọi là xuất sắc luôn các bác, đời 68, Small Regular, đời 68 ha, chuẩn cấp phát đến Mỹ, nhà thầu Sportmaster, chỗ đây nó bị gì, bị xước tí cái lót chả vấn đề ha, tất nhiên tí thôi, cứ báo cáo rõ ràng cho các bác. Rồi tem dưới đây đầy đủ. Rồi khóa rapid nha các bác, 2/7 chân khóa,
Rồi ok, lót ổn hết nè, túi trắng nha. Rồi túi trắng. Góc tròn nha, nhưng mà nó bo ít ha, cái đường tròn nó bo ít. Rồi. Con này cũng còn đẹp lắm nha các bạn. Cũng phải 95 trở lên. 95% trở lên nha. Cổ cũng còn ok nha, nó mặt nó có cái vết bụi mồ hôi thôi nha, vết bụi mờ đó, cái này giặt thì nó bay cái lớp bột thôi, bao ra tất nhiên rồi, cái nó lớp mồ hôi thì giặt thì phải ra đó. chiếc vải đây các bạn, chiếc vải cũng ok lắm nha, chiếc vải bên đây nó mờ mờ đó, khóa cổ đó cũng rapid luôn ha, quay cổ bộ nón đầy đủ nha các bạn. Rồi chân khóa ngon, dây trên ngon, dây dưới rồi vẫn còn, còn nha, còn lỗ thun. Rồi thân sau cũng sạch sẽ không tì vết luôn nha các bác, tay bên phải cũng sạch sẽ không tì vết, có tì vết các bác, có tí xíu. Cái này với nếp gấp cũng mờ thôi nha, có một tì vết ngay đây nha, biết chưa, cũng mờ, hàng xưa thì không tránh khỏi ha, tất nhiên mình đã mặc thì rồi nó vết dơ là chuyện bình thường, cái này thì không biết ra không như vậy, giờ thì em cứ báo thôi, nó mờ thôi, chả đáng kể đâu. Hà tây ngon nha, hà tây ngon, bên này cũng vậy, không tì vết luôn nha. Rồi a tây cũng ngon, a tây ngon. Rồi nếp gấp cũng mờ thôi, ok nha các bác. Rồi thân trước, cái này nó có một cái lỗi nha, chứ còn em sẽ bảo thân trước ở đây, bên này cũng ổn hết, sạch sẽ hết nha các bác. Rồi tổng thể cái áo cũng còn rất là đẹp, nhưng mà bị tíu xíu ngay đây, chiếc vải cũng còn ok lắm nha. Rồi sạch sẽ hết nha các bác, chỉ bị một vết dơ ngay tay thôi, và thêm một cái cũng bị tí ngay đây, các bác thấy không, tí xíu ngay đây, bằng một vết bằng đầu tức là bằng đầu tâm, to hơn đầu tâm đầu viết ha, tức là nó bị xước, bị cứng cái gì đó ha, nó bị xước hết tí tí không các bác, nhưng mà nó nhỏ thôi, bác nào chấp nhận được mình chốt con này, tất nhiên các bác cứ mặc vậy thôi, nó chỉ vậy thôi, nó sẽ không có tư ra thêm đâu, nó xước vậy thôi nha các bác, một xước lỗ chút xíu vậy thôi đó, bằng đầu viết thôi, to hơn đầu viết một chút nha ha. Rồi bác nào, bởi vì các bác cứ vậy mặc thôi, chắc nhỏ thì cũng không ai để ý đâu, tất nhiên nó là cái lỗi rồi, nhưng mà nếu mà mình có thể mình du di được, tất nhiên nó là cái lỗi và em đã xử lý rồi nha, lớp mít chuyên dụng nha các bác, cái này là mít chuyên dụng, bám vào vải vĩnh viễn luôn, nó chắc lắm, cái này nó chuyên dụng cho nên là nó bám vào vải vĩnh viễn, và cái thứ hai là nó mềm, rất là mềm, nó mỏng, nó mềm lắm nha, cho nên nó không có bị đơ cái áo, các bác nhìn bên ngoài không có thấy giống như là cái cảm giác mình ép đâu, nó bám chắc vào vải vĩnh viễn luôn, tất nhiên là mình sẽ không có xử lý được cái này, nhưng mà nó giữ lại, khi các bác giặt nó sẽ không có tưa ra thêm, chứ nếu mình không ép thì mình giặt càng ngày cái lỗ nó càng to ra, còn cái này nó chỉ vậy thôi. Rồi dài dòng ha, dài dòng còn lại là ok hết nha các bác, tem trắng tinh, tất nhiên nó là cái lỗi, và cái lỗi này nó cũng dễ chịu, theo em là nó cũng dễ chịu, có thể chấp nhận được, tất nhiên đối với một số bác nào chấp nhận được thì mình chốt cho em con này. Chân này các bác, áo cũng còn đẹp lắm, nói chung là tiếc một tí thôi, cũng 95% trở lên, size small regular, áo còn ngon lắm các bạn, hàng có thể gọi là hàng đẹp đấy, những dòng như những cái áo mà còn độ đẹp như thế này là có thể gọi luôn, bữa nay là càng ngày càng ít gặp rồi. Rồi nó bị ngay đây nha các bạn, đó
và nếu các bác mặc các bác bo lên thì đó, nó cũng khuất bớt một chút. Đúng, ok ha. Rồi 60 đến 72 cân, 1m66 đến 1m77, 76 nè, 1m66 đến 1m76. Ok, thoải mái luôn nha, 72 cân vẫn thoải mái nha. À, tay còn ngon hết. Chung là tất nhiên nó là cái lỗi ha. Rồi bác nào chấp nhận được cái lỗi này rất là nhỏ thôi, và em đã xử lý rồi, quan trọng là cái nước màu nó còn xanh. Tất nhiên thì nó bị lỗi thì mình giá nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Đẹp lắm các bác, áo đẹp, hơi tiếc ha, cũng một chấm thôi. Và quan trọng bác nào thấy chấp nhận được một cái lỗ như thế này, chốt cho em 6 triệu đồng, 6 triệu ha, theo em là hợp lý, tức là em cân đối lắm rồi đó các bác, thì nó ra một cái giá để mà hợp lý ha, để cho các bác cân đối thấy hợp lý, chốt cho em 6 triệu đồng, mã số 660. Rồi em đo. Đâu rồi các bác? Vai 50. Tay 62. Dài 78 nha các bác. 95%, 6 triệu đồng, mã 660. Tiếp theo, có khóa đồng luôn nha các bác, có khóa đồng. Rồi để em lên đây, còn mấy con đẹp đẹp lên luôn. Yeah, em nhớ còn cái small shop rồi ta. Rồi small shop các bạn, một con small shop nha, đời 67, tem to. Sáu mươi đến 72 cân, 1m6 đến 1m7 ha. Rồi ok em các bạn, size thì như nhau ha, coi cái form này, small shop thì size nó cũng như nhau thôi, form dáng nó cũng như nhau thôi. Ok, đời 67 tem to, lại là size small shop các bạn, và tem to nha. Cái này thông số thôi nha, thông số rồi thôi, nó viết lông lên thôi, không biết nó viết lên chi, cái tên nó đây, size nó đây, lót bóp liền, tem to, tem dưới còn rõ nha, Delta 100, đời 67 nha, hợp đồng 0615, rồi, hợp đồng 0615 là của nhà thầu nào quên. Thường tem to nó không ghi tên nhà thầu đâu các bác. Em sẽ tra nhà thầu nha. Các bác đợi em chút. Nói chung là cái này cũng nhiều khi không cần thiết, nhưng mà những bác mà sưu tầm thì nhiều khi nó lại cần thiết.
đâu rồi thôi. 0165. 0165. Tôi kiếm em hay đọc lộn đó các bạn. Hơi mất thời gian quá ha. Kiếm chưa ra nè các bạn. Đây. 0165. Đây các bạn. DSA 100 đời số 7 nha, 0165. Nhà thầu Siemens. Nhà thầu Siemens Mongineer nghe các bác. Rồi ok nha, đời số 7 nha, 0165 nè. 0165 nghe, nhà thầu Siemens Mongineer ha. Đời số 7 là nhiều nhất nha các bác. À, hơn 30 nhà thầu. Rồi. 0165. Ok ha. Rồi. Lót bóp lên. Dây rút trên dây dưới còn đầy đủ. Rồi, tem rin theo áo nha. Tem rin theo áo. Nhìn nó hơi dơ mờ đây. Hơi dơ mờ đó nghe các bác. Tất nhiên là không đáng kể. Chiếc vải nó cũng vừa phải đây, cho nên mặt nó cũng không nóng lắm. Rồi, a tay đây. Rồi, nhịp gập đây. Rồi, tay bên phải, tay bên trái. Cái này cũng còn nghe về các bác giặt sơ thôi. Cái này để nó bảo quản lâu nó hơi có cái mùi ẩm ẩm á các bác. Với lại nó hơi bụi, về các bác xả nước sơ thì nhiều khi nó bay cái lớp bụi. Thì cái phần trăm nó sẽ tăng thêm. À, tay còn ngon. Rồi, nhịp gập. Rồi, ổn hết nha. Ổn nghe các bác. Rồi, cái dàn tem cũng đẹp đấy. Tem rin theo áo. Bữa nay kiếm cái tem này khó các bác, kiếm khó ra lắm. Cái này thì thường trong áo M51 nó nhiều hơn. Hoặc là áo satin thôi. Trong trước 567 đó cho sau 567, sau 566 thường 566 trở về trước là nó đã bỏ cái tem này. 567 trở về trước nó đã bỏ rồi. 67 thì chỉ còn lác đác thôi. Rồi ok. Ok nghe, thân trước cũng sạch sẽ hết. Này dính dơ gì ta. Em cạo nó ra nè. Nó ra nghe các bác. À, nó dính dơ thôi nha. Rồi, vò nó gần hết rồi, chắc chắn nó sẽ ra. Rồi thân sau cũng vậy. Cũng sạch sẽ ha. Chỗ này nó cũng dơ dơ tí xíu mà mờ. Này dính gì thôi nha, không phải phai đâu, dơ. Nó dính gì đây này nè. Cũng mờ thôi, dơ mờ thôi. Rồi ok. Mấy cái này nó dính dơ thôi nha, chứ không phải gì đâu. Không phải phai đâu nha, về vò vừa mẹ. Nhiều khi nó dính, giống như nó đổ sữa vô, ví dụ vậy. Không phải sơn nha, bao ra. Bao ra nha. Rồi, tem rin theo áo. Khóa cổ, đuôi cá, con mà nha. Quai cổ vậy. Nón đầy đủ nha. Rồi, chân khóa còn cứng ha. Chân khóa còn cứng. Khóa con ma nha các bạn. Ok. Rồi. Áo tình trạng là còn ổn hết nha. 92%. A tay rồi còn ngon hết. Đời 67 tem to nha các bạn. Size Salmon Shop. Em mặc rồi đúng không? Cứ mặc lại là nghe các bạn xem. Nếu gấp tay cũng rất là mờ thôi. Cái này nó bụi đó các bác, chủ yếu vết bụi thôi. Các bác về xả giặt sơ cho em cái. Phần trăm nó sẽ tăng thêm đấy. Còn lại áo còn khá là đẹp ha. Ok, bác nào thấy hợp lý lên cho em mã 661 nha. 8 triệu đồng, 8 triệu tròn nha các bác. Bữa nay các bác muốn kiếm đời 67 size Salmon Shop. Tức là nếu mà các bác muốn kiếm cũng khó kiếm nữa các bác, chứ không dễ đâu. Bữa nay size này thì nó hiếm lắm, không dễ kiếm đâu các bác. Giá 8 triệu đồng.
vai 49, tay 60, tay 59.5 và dài 73 ha. Rồi tại sao 567 là cái số lượng áo nó sản xuất ra nhiều nhất đó các bạn? Nó sản xuất 567 là nó sản xuất nhiều nhất, nhưng mà thời điểm đó là nó gọi là nó ác liệt nhất, thì cho nên là nó sản xuất nhiều và cung không đủ cầu các bác. Cho nên là bây giờ các bác kiếm áo đời 67 mà mới còn mới lưu kho thì hầu như rất khó nghe, bởi vì nó sản xuất bao nhiêu là nó cấp phát cho lính hết bấy nhiêu, không đủ cấp phát cho lính nữa thì lấy đâu ra lưu kho, đúng không các bác? Rồi 8 triệu đồng mã số 661, tất nhiên nó vẫn có chứ, nhưng mà hiếm lắm. 8 triệu đồng rồi. Tiếp theo em lên một con này cũng xanh lét rồi các bạn, con này đi chín. Nếu mà xét về cái nước màu em nó phải 95.5% đấy, 96 cũng được nữa. Nếu mà xét về cái nước màu á nha, nó xanh lắm, cái màu nó còn mới nhưng mà nó to lắc lon. Bác nào trên 1m75 và trên 80 cân bao đẹp luôn, 80 đến 95 cân. Nếu mà trên 85 cân, 85 nói chung là cứ từ 80 đến 95 cân à, mà nếu mà đẹp là 85 cân trở lên là đẹp nhất, và trên 1m75. Rồi màu còn xanh lắm các bạn, đồ mới cao nha, đời 67 tem to và lắc lon nha các bạn, lắc lon. Rồi con này cũng vip đây các bạn, con này cũng có để gọi là vip, có mỗi tội sai to thôi, mà nó có một cái lỗi các bạn, có một cái lỗi lông lắc, lắc lông tem còn trắng ha, tem còn trắng như thế này. Tem dưới còn trắng rõ ràng, nó hơi tụt chỉ tí thôi, hơi tụt tí thôi nha. Đây là chắc đời 67 ha. Rồi ok nghe bạn. Rồi túi trắng ha, túi trắng, túi trắng nó hơi ố tí, hơi ố tí nha các bạn. Bên này cũng vậy, bên này cũng vậy, bên này nó không có, nó ấy thôi. Rồi cổ đâu cũng còn ok hết nha, mỗi tội sai to thôi. Khóa còn mà nhiều khi gặp đúng bác thì ok thôi, bác nào vừa sai thì chốt thôi, chứ nhiều khi nó to chứ thật chứ, nhiều khi các bác muốn kiếm mình nhiều khi cũng chưa chắc là các bác gặp đúng sai. Rồi màu còn xanh lắm nha, chiếc vải nó đây nha các bạn, nó hơi dơ dơ tí ra mệt à, không đáng kể nha. Chiếc vải nó đây, mấy cái chiếc vải này nó bền màu lắm các bác, mặc nó rất là bền màu ha. Ok a tay còn ngon nha các bác, nếp gấp à, mệt thôi. Rồi tay bên này cũng vậy, dơ bên trong thôi nha, này dơ đứt giặt ra mày. Rồi còn lại ổn hết ha, thân sâu nè, thân sâu không tì vết luôn, sạch sẽ nha, không tì vết, dây trên còn, dây dưới còn luôn. Rồi thân trước bên phải cũng ổn định, không lỗi lầm tì vết nha. Rồi khóa con ma luôn, khóa con ma, chân khóa còn cứng ha, đời 67 tem to. Rồi cứ thấy đời 67 là khoái rồi các bạn, còn mà ok này thì nó tuột rồi, các bác muốn đạp thì bảo em đạp lại nha. Rồi ok hết nha các bác, còn một chỗ à, rồi còn khuyết điểm, nó có một khuyết điểm như đây. Rồi thân bên này
cũng ổn hết luôn, ổn hết luôn ha. Rồi màu cũng xanh lắm cho, và một cái lỗi của nó nằm ở đây, nó bị như đây này các bác, xước một lỗ nha, một lỗ nghe các bác, xước một lỗ ngay đây này, nó giống như nó bị cứng cái khóa các bác, nó ép kiện nó cứng cái khóa xong rồi người ta lấy, người ta lấy quẹt người ta thui thui chi trời. Rồi chứ không phải bị cháy đâu nha, cái này là ép kiện, thường thường là mấy cái củ khóa này các bác, nó cứng mà thường người ta ép kiện, người ta ép kiện nó chặt quá. Rồi các bác cứ gọi chút thôi em gọi lại nha, sorry các bác. Rồi thường mấy củ khóa nó cứng vô là nó hay bị lắm, và cái này chắc người thấy người ta lấy quẹt người ta thui chứ không phải bị cháy đâu nha, nó cứng xước vậy thôi. Này này tuột chỉ đâu phải xước, này xước nhỏ nè, rồi nó lỗ to nhất là đây thôi. Rồi bằng hạt tầng 5 ly thôi các bác, bằng hạt nhỏ xíu thôi, nhỏ như cỡ hạt đổ xanh thôi. Nó xước đường nhưng nó chưa hẳn lủng, tức là nó rách đường thôi chứ nó không phải cháy lủng nguyên lỗ đâu nha. Rồi và tất nhiên nó là cái lỗi ha, bác nào thấy vừa ý. Đời 67 tem to, đồ mới cao, có được rồi còn đẹp nha, mỗi tội sai to với lại một tí thôi, cũng nhẹ thôi, nó cũng là một cái lỗi ha, nó giống như cái kia. Rồi nhưng mà màu cũng xanh lét luôn các bác. Rồi bác nào hợp lý, nó nhỏ đó, chả đáng kể các bác, mặt thì nói chung có thể chấp nhận được, quan trọng là đời 67 nghe quá, tem to, đời 67, độ mới rất cao, 95.5%. Rồi em bán 4.900.000, 4.900.000 nha, mã số 662. Rồi em đo, vai 56 nè các bạn, tay 67 và dài 86 nha, dài 86, mã 662, 4.900.000. Rồi tiếp theo lên với các bác, con salmon regular khóa đồng nha các bác, salmon regular đời 80 nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ, nhà thầu sâu xeo lót bóp đi, khóa Scoville, chân khóa còn ngon. Rồi cổ General nha các bạn, rồi nón còn, rồi nước màu cũng còn tầm 92%, cũng không lỗi lầm, không lỗi lầm nha các bác. Rồi ổn hết nha, không lỗi lầm, tình trạng còn 90%, 91%, lưỡng lự giữa 90 và 92 thì cho vào 91, còn nếu mà lưỡng lự giữa 90 và 91 thì cứ cho 90.5 đi các bạn. Nhiều bác cứ kêu 90 thì chính đọc 90, còn 90.5 chi màu mè đó các bạn, cứ đọc vậy là nhiều khi mình phân vân giữa 90 và 91 thì mình không biết lấy cái phần trăm nào cho nó đúng, thì cứ nằm chính giữa thôi, nó cho nó là thấy hợp lý nhất ha. Nó bị cứng cái khóa rồi. Các bác đợi chút, nó bị xe kéo, nó bị cứng cái khóa tí.
các bạn. Ok. Rồi salmon regular 91%. Mét 66 đến mét 76 ha, 60 đến 72 cân. Ok. 92 được cái. Rồi. Ok, bác nào thấy hợp lý chốt cho em. 3 triệu đồng. 3 triệu đồng nha các bác. Hợp lý ha. Rồi. Cũng không lỗi lầm nha, không lỗi lầm nha các bác. Còn ổn hết ha, sạch sẽ. Sạch sẽ hết nha. Tiếp gấp cũng mệt thôi. Sạch sẽ, khóa cũng còn ngon. Rồi, hợp lý các bác. 3 triệu đồng, mã số 663. Tem được còn rõ như thế này. Salmon regular nha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo một con salmon shot nha các bác. Khóa đồng salmon shot. Rồi, 60 đến 72 cân, mét 6 đến mét 7. Cái khóa này bữa nó em dán keo rồi. Nó hư dày thì để em cạo ra bên. Cái khóa nó bữa nó bị hơi tơ nhẹ các bạn. Em dán keo nó hơi bị dày. Ok. À, cái dây eo nó hơi rút lại nghe, nó hơi ôm. Để nới dây eo ra. Chúc em nới cái dây eo ra thôi. Nhưng mà thường mặt có cái bác mà trẻ mặt mà thường rút eo, nếu mà bo lên rút eo lại tí nhìn nó có eo, nhìn nó ok hơn đúng không? Rút cái dây lai lại tí. Rồi salmon shot. Ok không các bác? Rồi cái này màu còn 92.5%. 92.5. 93 cũng được. Mà cho 92.5 ra vì cái cổ đang nó bị sơn sơn tí nữa. Cái cổ mặt giống như người ta lấy bằng chải ra chà, nó hơi long long một tí mờ mờ đó nha. Chả sao mình mặc bên trong. Tí tí như nhẹ thôi, này nằm bên trong cổ đó nha. Này do người ta lấy bằng chải ra chà các bác. Rồi. Chả sao đó ha. Rồi size salmon shot. Đời 70 mấy đó, DSA chắc chắc chắn là DSA thì đời trước năm 78 rồi. Trước năm 77, 76 hay 75 gì đó. Nó lấy cái viết nó ghi cái tên lính đúng ngay cái số 5 luôn này các bác, số 7 nó còn ha. Rồi số 5 nó viết đúng ngay đây luôn. Chuẩn cấp phát nha. Rồi nhà thầu Alpha Industry. Rồi nói chung là trước năm 78. Sau năm 75, trước năm 78. Ok. Rồi ổn hết nha. Cái này thì cái này nó lỗi, nó may, nó hở, nó xì tí cái lót thôi. Chả nó do lỗi sản xuất ngay quá, nó may xì thôi. Có người may là cái lót thôi. Còn bên ngoài ổn cái dây rút nãy, em rút cái eo lại. Rồi. Bên ngoài cũng ổn hết nha, cũng sạch sẽ hết. Tem rin treo áo này. Màu cũng còn ổn nha. Ok các bạn. Rồi, còn ổn hết. 92.5%. Ok nha, chất vải thì nó những cái vải mà nó 50-50 á thì nó bền màu hơn nha, và nó màu nó có ok hơn. Đó. Rồi,
chiếc con này thì nó vừa phải, không dày lắm. Rồi cho nên mùa này các bác mang cũng ok. Rồi và khóa Scoville nha, răng cá mập. Chân khóa thì đây. Nó hơi bị tưa tí. Tức là em đã xử lý, em dán keo lại. Nó cũng hơi tưa tưa dưới thôi. Từ đây xuống thôi nha, tay trên ok. Em dán nó dày lúc nãy em ấy nó hơi khó rồi. Nó kéo một hai lần là trên nó xẹp xuống, hoặc là em ép cho nó mỏng lại tí. Rồi nó bị tí vậy thôi nhưng mà kéo vẫn ok nha. Tất nhiên là bị tí khóa thì thôi, chứ còn là màu cũng còn ok. Rồi em bán. Đúng là nó áo thì còn ok, nhưng mà mỗi tội duy nhất là bị tư ở đây tí thôi. Rồi bác nào thấy hợp lý chốt chưa? 3 triệu 100 nghìn, 3 triệu 100 nghìn, size vàng nha các bác, sòm sót nha. Rồi hợp lý quá. Tất nhiên là theo em đó, nhiều khi có nhiều bác nhiều giá trên trời mà hợp lý gì, đúng không? Đó theo em thôi. Còn tất nhiên bác nào thấy hợp lý thì chốt, còn không hợp lý thì mình đợi con khác là các bác. Vai 49, tay 59. Tất nhiên nó mỗi cái tội là tư cái khóa tí thôi chứ còn chả vấn đề ha. Và dài có 74 thôi nha, dây trên dây dưới còn đầy đủ. 3 triệu 100 nghìn, mã số 664. Rồi tiếp theo, rồi em lên một con Salmon Regular. Con này cũng còn xanh lắm. Con này màu đậm lắm nha. Salmon Regular đời 80 nha, DLA 100 đời 80. Nhà thầu Golden em với tem còn rõ nha. Lót đây, lót caro đời 80, mọc rồi đóng còn đây. Rồi cổ ok. Màu nó đậm lắm nha các bác, màu ô liu đậm sậm màu nha. Rồi nó vài vết bụi thôi, về giặt sơ mà em biết bụi. Màu nó còn ok lắm. Chân khóa còn cứng nha. Chân khóa chỗ này nó dính gì bên trong thôi nha. Này bên trong thôi, chả sao. Tất nhiên là báo cáo rõ cho các bác, bên này cũng vậy nè, bị bên trong. Bên trong thôi. Cái này các bác lấy nước rửa móng tay vò đó là ủa, nó lại bị bên trong. Anh này anh mặc đi làm thợ sơn hay sao chứ. Đúng luôn các bác, nó có bị vết ngay đây. Bị vết ngay đây. Em vò nó ra gần hết, nó còn mờ mờ. Nó còn mờ mờ nha, ngay cái lưng lên tí ra. Mờ thôi nha các bác, nó rất là mờ. À, tất nhiên là em đã xử lý. Em xử lý một hai lần có thể nó bớt ha. Rồi, đó. Nó cũng dính sơn, anh này anh đi làm thợ sơn các bác. Hơi sang ha. Rồi tay cũng vậy, nếp gấp chỗ này xíu ok nữa. Rồi chất vải cũng còn ráp lắm nha, còn nhám lắm đây các bạn. Ok vài vết đó thì chả vấn đề, nhẹ thôi. Ok luôn nha các bác. Dì dê một cái chấm nhẹ. Hàng đã xưa đã qua sử dụng thì vài chấm nó cũng chả vấn đề. Đó, nói chung là bị tí ngay đây, chủ yếu là ngay đây tí mờ thôi. Nó còn dính lại mờ mờ nghe các bác. Rồi khóa Scoville, quan trọng cái màu nó còn đậm lắm. Khóa Scoville đuôi cá luôn nha. Rồi cái màu nó cũng phải 95 đấy các bác. Tức là nếu xét về cái màu đó nha, nó cũng phải 94.5%. Trở lên nha, áo còn đẹp lắm các bạn. Rồi còn ok hết đó. Như mấy cái vết cho em đã báo cũng nhẹ đó, chủ yếu tiếng ở đây nó còn mờ mờ đó, chả vấn đề ha. Rồi tí ở đây, cái này về lấy nước rửa móng tay các bác vò đó, nó không hết nó không bớt. Rồi Salmon Regular nha, chiếc vải cũng ok lắm nha.
mét 67 đến mét 76. Rồi 60 đến 72 cân, 3.500.000. Ok không ạ? 3.500.000. Mã số 665. Rồi em đo. Vai 47. Tay 61. Và dài 77 nha các bạn. Dài 77. Rồi. Màu còn xanh lắm các bạn. Tiếp theo. Tiếp theo lên một con salmon medium short nữa này các bác. Medium short khóa đồng. Con này cũng còn đẹp lắm nha. Medium short. Đời 79 nha, DLA 100, đời 79. Rồi. Nhà thầu sâu xeo. Lock Boblin ha. Rồi, còn ok. Tem rin theo báo. Này nó khâu vậy thôi. Các bác không cần gì gỡ ra. Tem lụa nha. Nước màu cũng còn ok lắm. Nước màu nó phải 94%. Nước màu nha, còn tay thì nó có nước gấp. Nhưng gấp cũng khá rõ nha. Tất nhiên mình gấp lên thì bình thường. Kéo xuống đây cho các bác thấy thôi. Cái này dơ đứt thôi, về giặt cho mình. Đứt mở thôi. Rồi, bên này cũng vậy ha. Tất nhiên cái tay nó cũng hay dơ thôi nha. Cũng mở thôi, về giặt cho mình. Rồi, và size đẹp các bác. Ok. Size đẹp. Medium short nha, chỗ này nó hơi dừa ố mờ mờ đây, mờ đây nha các bác. Rồi khóa Scoville, à khóa General, General nha. Chân khóa đi, chưa giới thiệu chân khóa. Chân khóa đi, còn ok nha các bác. Tất cả là đều chuẩn cấp phát đến Mỹ hết nha. Một mét sáu đến mét bảy hai, mét sáu hai đến mét bảy hai, 70 đến 82 cực, màu còn ổn lắm nha. Rồi 3.400.000. Ok các bạn, medium short nha các bạn, size đẹp đấy, medium short, giá hợp lý nha, giá ngược mùa. Rồi dây trên dây dưới còn đầy đủ nha. Rồi em đo nha các bác. Vai 50, vai 52. Tay 61. Rồi. Và dài 75 ha. Bác nào cứ thực sự ở ngay mình chốt. Tại bây giờ nó hết lạnh rồi các bác. Nó hết rét rồi. Cho nên là mình cứ ưng ý mình chốt ha, vào mùa mình may. Còn không thì cứ lai rai từ giờ tới mùa lạnh em còn lên nhiều, nhưng mà không biết là có hàng đẹp hay không rồi. Bữa khui hàng khui kiện nó cũng gãy nhiều các bạn, cho nên là bây giờ kiếm hàng đẹp thì nó khó. Rồi em còn con này em lên lại, con này bữa bán 9.500.000, rồi bây giờ bán 9.000.000 nha, em bán 9.000.000. Size medium regular, đời 66, 3 tem, hợp đồng số 2365 hình như của Zona Bay thì vậy. Nó không ghi tên nhà thầu, nhưng mà mình tra cái nhà thầu này là mình biết ha, 2365, đời 3 tem nha các bác. Tất nhiên nó không cầu vai, bởi vì cái số hợp đồng nó nhỏ hơn số 3000 thì nó không có cầu vai nha.
đề 66 mà số hợp đồng nó lớn hơn 3.000 nó mới có cầu vai. Rồi, cho nên nhìn các bác nhìn cái đề 66 mà số hợp đồng nó dưới 3.000 mà thấy có cầu vai thì các bác kiểm tra lại giùm em ha. Rồi. Rồi, túi trắng ha, nó hơi bụi thôi. Ok. Không cầu vai nha các bác. Nó hơi dơ mồ hôi thôi nha. Nó mồ hôi thôi nha các bác, về giặt đó là sao? Chứ còn màu đẹp còn đẹp lắm. Cũng phải 96% mới chứ. Rồi. Tất nhiên nó không cầu vai. Mà nhiều anh là anh thích có cầu vai. Nhiều người người ta không thích cầu vai các bác. Còn có nhiều người họ thích có cầu vai hơn. Thì quan trọng các bác thích cầu vai thì lấy con có cầu vai ha. Còn nếu không thích thì lấy con này. Bởi vì nó lịch sự ha. Nếu không có cầu vai mang nó lịch sự ha. Đó, cái này người ta may thêm chứ người ta tháo ra thôi. Dấu có dấu kim mờ mờ chả ai thấy. Cũng mờ mờ thôi nha. Tất nhiên là nguyên viên là nó không có cầu vai đâu nha. À, đừng may không bỏ nó còn đây. Nhưng mà anh này anh may thêm cái cầu vai em thấy xấu em tháo đó. Để cho về cho nguyên bản nha. Khóa con mà. Tất nhiên người ta may chồng lên thôi, người ta không có tháo ra đâu nha. Cho nên khi tháo nó có dấu kim, mỗi tội dấu kim mờ thôi. Khóa con ma nha các bác. Nón đầy đủ. Để em tra cái này của nhà thầu nào nha. Khóa con ma luôn, răng cá mập này các bác. Màu còn ok lắm. Chân khóa miếng thường nó à, có tem không quân nha. Đó, tem không quân, tem zin luôn. Rồi, ok. Hợp đồng số DSA chưa? Hợp đồng số 2365 đúng không? Để em tra. Lại mất thời gian tí thôi. Mất thời gian các bác ha. Rồi rô lăng số bắt quen nha các bác. Hợp đồng 2365 sâu thần 2366 mới rô lăng số bắt quen nha. 2365 nè. Của thằng sâu thần Authentic. Ok. Rồi. Size medium regular 70-82 cực. Áo còn ổn, nó bụi bụi về giặt cho em đó. Em bán 9 triệu đồng nha. Cái này bữa em lên rồi mà ế. Ế lên lại các bác. Em bán 9 triệu ha. Sell. À rồi. Màu còn ok lắm. Không cầu vai nha. Bác là thích lịch sự chú con này. Và giá trị sưu tầm cũng cao. Không cầu vai. Đời 673T. 66 cho em nha. Tất nhiên đời đầu 66 thì nó không cầu vai. Còn đời nửa cuối 66 trở về sau thì nó thêm cầu vai thôi. Còn lại thì nó bổ sung thêm thôi. Chứ còn nhiều bác cứ kêu của sĩ quan cố vấn thì nó không phải đâu nha. Tức là nó bổ sung thêm thôi. Còn nếu mà sĩ quan cố vấn thì cần phải có cầu vai để gắn lon đúng không các bác? Chứ còn nếu của sĩ quan cố vấn mà không có cầu vai sao gắn lon? Mà tại sao sĩ quan chỉ có 566 mà 567 không thấy sĩ quan đâu đúng không các bác? 567, 68, 69 thì sĩ quan mang cái gì các bác? Ví dụ vậy ha, nói chung mình phân tích đơn giản để các bác dễ hiểu thôi. Vai 52, tay số 3, vai dài, dài 78. Rồi, a tay còn ngon, rất ngon luôn ha. Này em giới thiệu chưa ta? Nếp gấp cũng rất là một cái này bụi nghe các bác. Đó là bụi đó, nó về xả nước sơ cái cho nó bay cái bụi giặt sơ cái cổ cái này, cổ nó dính bụi. Rồi em bán 9 triệu đồng, mã số 666, 3 con 6. Rồi bao nhiêu phút rồi các bác? Rồi 1 tiếng 10 phút khá là dài rồi các bác.
chắc là em xin phép được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi ha. Hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Tối mai nếu mà sắp xếp được thì em lên, có thể em lên đó các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, và các bác khách mới thì vui lòng cọc cho em 100.000, không cần nhiều đâu các bác, chỉ cần 100.000 thôi. Còn các bác khách quen thì không cần cọc ha. Và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Xin nhắc lại số điện thoại 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc nha các bác. Các bác chỉ việc ở nhà bật vô tuyến lên xem chương trình của đồ lính Mỹ nha các bác. Ưng cái nào là cứ đừng ngại ngùng, cứ gọi cho em tư vấn ha. Không mua cũng được, không sao. Rồi, xin chào. Chào các bạn.